Xin chào tất cả anh em. Này quay trở lại với game Aqua 3. Trận chiến 2v2 giữa chỉ chiến thắng chỉ trong 2v2 với lại anh nhỏ Samsung. Trận này map tuyết. Đầu thằng này mình tua nhanh thôi, cũng chả có cái gì à. Chỉ pha tranh chấp hợp. Đồng đội thì lúc đầu ra hot sử dụng gold ra khói. Lúc này bị nó phát hiện rồi, phải bật khóa lên để không bị máy bay nó truy kích. Thay cường là một cái bài đánh rất là khó. Thường của họ thì là họ đã nâng cấp ở mắt rồi nên nó rất là trâu. Lúc này khói sắp hết rồi, chờ khói lên tiếp việc. Mình phải đi vòng vòng để torrent của họ không kịp di chuyển theo, nhưng mà vẫn rất là rác, thêm còn siêu nữa rất là khó ăn. Máy bay cứ lượn liên tục, thò ra một phát là nó thịt ngay. Chung là pha tấn công đầu tiên đã thất bại, không thành công và mình thiệt hại khá nhiều, trong khi đó đối phương thì không có thiệt hại mấy, gần như không thiệt hại luôn, chỉ xây tường thôi chứ đánh được cái gì của nhà đối phương đâu. Bên đây đồng đội vẫn lên chiếm những cái điểm cao như này thì rất là tốt. Dàn sẵn quân ở đây chờ nó đi qua thì mình bắn thôi. Đánh một hướng thì rất là khó, mày phải đánh hai hướng. Lúc đầu mình tập trung đánh anh nhỏ trước, bắn
kéo cái lực lượng của nó ra. Nhưng mà số lượng Jaguar rất là ít thì cũng bị thiệt hại. Lúc này cũng phá được khá là nhiều torrent của đối phương. Và mình thấy lực lượng mình mỏng rồi, mình sẽ rút bảo toàn lực lượng nha. Đối phương xanh lá thì dùng hammer để tấn công nhà mình. Nhưng mà tay này thì rất là kiểu đi hammer mà không có tì phong theo. Tiếp tục là mình sẽ sử dụng nhiều hướng tiến công thủ trên đồi đây, và mình sẽ đánh theo hướng vòng bên sườn. Và tình hình lúc này thì chỉ có một khói thôi, nên mà khi nào hết khói thì mình sẽ rút để bảo toàn lực lượng thôi. Lúc này đối phương tập trung leo lên đồi thì mình đã xuyên vào sườn của đối thủ. Lúc này đối thủ sợ nên đã kéo về. Kéo về rồi. Và mình cũng đã bắn sập được một cái nhà chuyên dụng của đối thủ. Và các công trình điện. Lúc này hết khói rồi thì mình rút thôi. Và mình thủ rất là nhiều tháp pháo ở nhà. Và mình quyết tâm. Thì tới thì thiệt hại rất là nhiều. Bắt đầu mình lại leo lên đồi. Chiếm được cái đồi là một cái lợi thế, tầm nhìn khá là rộng. Đối phương ở dưới đánh lên thì cũng rất là khó. Nên mình lại tiếp tục leo lên đồi. Có thể thấy đối thủ xanh lá rất là nhạy. Thấy khói phát là bắn là sập khói ngay. Lúc này đối phương không có mở giáp nên mình bắn cũng khá chết khá nhiều là dớt của đối phương, làm cho đối phương phải lui. Thấy không? Không có giáp thì dớt này coi như là rác. Lúc này mình đang bắn khá chết khá nhiều dớp của anh nhỏ rồi. Nhìn mình chủ động mà không sợ anh nhỏ tiến công, mình chủ động tiến công và đánh xanh dương ra xanh lá kết hợp với đồng đội nữa. Còn ở nhà thì mình xây rất là nhiều tháp pháo để có gì bị tấn công thì sẽ câu giờ và bùng gôn lên. Lúc này mình sẽ di chuyển qua đánh nhà của xanh dương. Mình biết chắc chắn là xanh dương là lên rất là nhiều máy bay thì xe thì cũng ít không nhiều. Mình biết được trong
đấy lúc này đấy đấy lúc này anh nhỏ kéo qua đây rất là đông, mình cũng có một top Jaguar và khói ở đây chỗ này để mình đánh bắn thu hút được cái đối phương sẽ bắn về sau và những cái tháp pháo của mình quân lên sẽ bắn rất là xa, cộng thêm mình sản xuất quân liên tục phòng thủ 5 tháp pháo. Bên này thì đồng đội đã hiếp được xanh lá rồi. Nhìn chung thì lúc này đội mình đang bung gôn lên để bắn rất là đấy, thấy không? Của nó rất là trâu. Tháp pháo của mình gôn cũng trâu lắm. Sản xuất trên này thì chỉ có những cây nước là trao đổi nhà, thả nhà nó mà bán, ở nhà mình xây công trình thả nhà nó bán và mình đem toàn bộ quân mình đi tấn công nó trước, đánh nó, thằng nào bắn trước hết thì nó thắng rồi. Tới đây thì 2-1 vậy cũng an bài rồi, cố để cố lên thêm được vài phút thôi. Đồng đội đã ra hạt nhân.